xin chào mừng tất cả các bạn và mình là Dương Trung Kiên. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn một cái bí quyết làm sao để mình có một cái làn da đẹp nhất, một cái làn da ưng ý nhất tất cả mọi người có thể làm sao tâm khi mình bước ra ngoài đường là mình có một sở hữu một cái vẻ đẹp thật là rạng rỡ. Và mọi người cũng đã biết rồi, nhức dáng thì nhìn da mà không cái nào quan trọng bằng mình sở hữu một cái làn da đẹp. Thì các bạn cũng biết cái công việc của Kiên là khi mình phải đi quay từ sáng cho đến khuya đến tối rất là lâu, là cái thứ nhất. Mà cái thứ hai là mình phải quay ở ngoài trời, nó rất là nắng nè, nắng mưa và thời tiết thì rất là thất thường. Thì được biết là một số anh chị giới thiệu cho Kiên một cái sản một giới thiệu cho Kiên một cái combo đó, nhắc lại đây là một cái combo làm đẹp rất là đơn giản và hiệu quả nè. Thứ nhất là đơn giản và hiệu quả, thứ hai nữa là nó rất là tiện lợi và tất cả các anh chị có thể mang theo bên mình nè, mang theo bên người và lúc nào nó cũng là một cái gì ta, một cái cú tinh hiệu quả cho làn da của mình. Và đầu tiên Kiên sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn đó là một cái loại rất là dễ nha. Không phải là rất là dễ, đây là một cái loại nó rất là sao ta, bây giờ hiện tại ngày nay thì nó phải nói là nó rất là hữu dụng và hữu ích, đó chính là được gọi là mặt nạ thải độc đó. Và mặt nạ thải độc này thì nó có tác dụng, đó là nó thứ nhất bạn nghe từ thải độc thôi là biết là nó sẽ thải ra những cái độc tố và nó sẽ sủi bọt, và những cái tinh bọt sủi lên nó sẽ hút đi tất cả các bụi bẩn và hạn chế cho mình nám nè, mụn đó. Và nám mụn xuất hiện khi nào? Nám mụn xuất hiện khi là da của tất cả các bạn không được làm sạch đó. Thì đầu tiên Kiên sẽ sử dụng sản phẩm cho tất cả các anh chị mình cùng xem nha. Đầu tiên thì mình sẽ làm sạch cái làn da của mình. Đầu tiên thì để cho mình sử dụng tất cả các sản phẩm làm đẹp, mặt nạ hay là những cái serum dưỡng chất, thì đầu tiên điều quan trọng nhất đó là tất cả các bạn phải làm sạch da của mình đó. Trời ơi, mọi người ơi, ngày hôm nay là Kiên sẽ thử cho em nha, tẩy trang. Đây là một tẩy trang nha mọi người, tẩy trang tẩy da nha. Mình sẽ tẩy cái lớp mặt nạ của mình để thấy được cái lớp mặt mặt của mình trong đó. Kiên sẽ tẩy nha, và Kiên chỉ chừa lại đó là một cái lớp son môi thôi nè. Kiên sẽ cố gắng tẩy đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tẩy trang và sẽ rửa mặt thật là sạch, rửa mặt thật là sạch với một cái loại sữa rửa mặt nào mình cảm thấy là ưng ý nhất và cảm thấy hài lòng nhất. Sau khi sử dụng, sau khi tẩy trang thật là sạch xong thì mình sẽ dùng một lượng vừa phải nè, thì mình sẽ chích ra đó, mình sẽ nặng ra đi, mình sẽ nặng ra trên tay, đây là mặt nạ sủi bọt, mình sẽ nặng ra một lượng vừa đủ nha. Và mình sẽ chấm lên những điểm, thường thì Kiên sẽ chấm lên đây. Thường là Kiên sẽ chấm lên 4-5 điểm nè. Nhưng mà khi tất cả các bạn biết là tất cả các bạn là khi chúng ta về giấc tối thì chúng ta sẽ rất là bận, thường thì Kiên sẽ chấm về xong mình sẽ massage ra. Đặc biệt là dùng cánh mũi nè mọi người, đặc biệt là dùng cánh mũi nó sẽ rất là dễ nổi mụn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xoa massage xong rồi chúng ta phải vỗ tay nặng nhọn đó, chúng ta sẽ vỗ tay nặng nhọn đó. Đó mọi người có thấy không, nửa bên mặt bên đây của Kiên nè, nó đang sủi bọt rất là nhiều. Và tất cả các bạn cũng biết rằng Kiên cũng nhắc lại đó, cái phần sủi bọt này nó đang hút tất cả những cái bụi bẩn, và mụn chỉ xuất hiện khi da của chúng ta không được vệ sinh sạch. Và hiện tại thì nó đang rất là sủi bọt và mình cảm thấy sao ta rất là nát rượi luôn. Và sau khi chúng ta đắp mặt nạ này trong khoảng từ 15 đến 20 phút thì mình sẽ rửa mặt thật là sạch với nước lạnh nha. Thì ngày hôm nay Kiên sẽ rửa đó, đúng rồi, Kiên sẽ rửa mặt thật sạch với nước lạnh luôn đó. Lần đầu tiên trên cái video clip này nè, detox lên phải biết là đây là cái clip mà Kiên xô hết tất cả các mặt mọc của mình luôn đó. Sau khi là mình đã tẩy trang thật là sạch xong, sạch tinh tươm luôn, sạch quá sạch nè mọi người đó. Sau khi chúng ta sẽ tẩy trang bằng nước lạnh thật là sạch xong,
hoặc là sạch xong thì mình sẽ sao ta, mình sẽ sử dụng nè nước hoa hồng nè, và mình sẽ sử dụng tất cả các loại kem dưỡng ẩm cơ bản mà mình đã sử dụng để giúp cho những cái tinh chất đó sẽ thẩm thấu sâu hơn vào làn da của mình, thay vì mình sử dụng một cái lớp da bình thường mình chưa chăm sóc mà mình sử dụng tất cả các sản phẩm đó. Sau khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm đó xong thì chúng ta nên kết hợp cái sản phẩm serum này, và một tuần thì chúng ta sẽ dùng từ 1 đến 2 lần nghe thưa quý vị, từ 1 đến 2 lần thôi. Đây là serum được gọi là Build đi, kia gọi đơn giản là Build da. Serum Build da này sau khi chúng ta mở dặn nắp ra thì chúng ta sẽ sử dụng từ 1 đến 2 giọt này, đến giọt này 1, 2, đúng rồi, và Kiên sẽ xức ngay lên da của mình đó. Kiên sẽ xức ngay lên da, mình sẽ chấm lên 4-5 điểm nè đó. Giờ mình sẽ vỗ tay mạng nhện rồi mình sẽ để trong vòng 30 phút, sau đó mình sẽ rửa mặt thật là sạch. Nó được sử dụng như một cái serum để giúp cho da chúng ta căng bóng nè, thứ nhất là căng bóng và trắng đều màu đó, và hạn chế những cái nốt mụn thâm rất là nhiều đó. Thì vừa qua thì Kiên cũng đã chia sẻ cho tất cả mọi người đó là hai dòng sản phẩm, cũng gọi là một cái combo thần thánh của Detoxland, và Kiên chúc tất cả mọi người sẽ sở hữu một làn da thật đẹp. Và Kiên hy vọng rằng là khi tất cả các bạn lựa chọn một cái sản phẩm làm đẹp nào, mình cũng phải thật là cân nhắc và thật là kỹ, và hãy tin dùng Detoxland. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người sẽ có một buổi sáng, là buổi tối, buổi trưa lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc luôn. Bye bye tất cả mọi người. Đây là cách kiểm tra hành trình hãng Detox Blend bằng tem điện tử chống hàng giả. Bước 1, bạn cào lớp phủ bạc in trên tem để lấy mã số bí mật. Bước 2, bạn nhắn tin theo cú pháp in trên tem gửi đến tổng đài 8077. Lưu ý trên cú pháp luôn có 3 chữ ở giữa, đó là VMC, đó là viết tắt của Việt Mỹ Cometech. Nếu bạn nhắn đúng cú pháp và mã số in trên tem thì luôn luôn sẽ có một tin nhắn từ tổng đài trả về: chúc mừng bạn đã mua được hàng chính hãng. Còn nếu là hàng giả thì sẽ không có tin nhắn này. Cảm ơn bạn đã mua hàng.